Chúng ta của 8 năm sau, anh Thu gửi clip nóng đến ép Nguyệt ly hôn Tùng. Quá trớ trẽn và vô liêm sỉ khi quyết tâm bằng mọi giá tìm được danh phận cho đứa con trong bụng, tiểu tam anh Thu đã không từ thủ đoạn tiểu nhân nào cả. Khi thấy Tùng hờ hững, trở mặt không thăm hỏi được lấy một câu, còn Nguyệt cũng tỏ vẻ bất cần, thách thức, khiến cho ả ta vô cùng uất ức. Anh Thu đã giở trò hèn hạ khi gửi đến cho Nguyệt những đoạn clip nóng trước đây cùng Tùng, hòng trêu tức với những lời mỉa mai đe dọa. Rắp tâm quay trở về để bắt Tùng đổ vỏ. Chắc hẳn anh Thu đã toan tính những âm mưu cùng với những thủ đoạn trong người, không chỉ trực tiếp xuất hiện trước mặt Tùng mà lại tấn công vào Nguyệt, và là còn đích thân đến đả kích để trực tiếp đưa Nguyệt tới bệnh viện để siêu âm chứng kiến sự thật. Nhưng khác với sự kỳ vọng chờ đợi của anh Thu, Nguyệt đã mạnh mẽ hơn cô tưởng rất nhiều. Bởi thời gian qua cô đã quá đau lòng, giờ đây có đau thêm một tí cũng chẳng là gì cả. Nguyệt đã lạnh lùng, vô tình mà thách thức chấp nhận trước mặt anh Thu, khiến cho cô ả vô cùng tức tối. Rồi tiếp đó lại chứng kiến Tùng vô tình với mình không một lời hỏi han, không một cân đường hộp sữa tới thăm hỏi gì cả, khiến cho cô ả tức ói máu. Được, nếu vậy thì đừng có trách con mẹ này cạn tào ráo máng, anh Thu gầm gừ. Nguyệt giờ đây tuy rằng rất đau đớn, những đêm làm khóc ướt gối, cô như đứt từng khúc ruột khi nghĩ đến cảnh chia ly đường ai nấy đi. Nhưng khi lại nhìn thấy bé Cam, trước những câu hỏi ngây thơ của con: bố đâu rồi mẹ, sao lâu rồi con không thấy bố đến ăn cơm với mẹ con mình. Nghĩ đến cảnh con không có bố, trong lòng Nguyệt lại cảm thấy vô cùng xót xa. Cô vẫn chưa thể đưa ra được quyết định dứt khoát. Và ngay lúc này thì anh Thu đã tung ra một đòn đánh quyết định chí mạng. Nguyệt đang ngồi thẫn thờ thì một tin nhắn đã được gửi tới số Zalo. Nguyệt mở ra là một đoạn clip ân ái giữa Tùng và ả ta. Nguyệt lật đật tắt máy điện thoại đứng dậy. Tiếp tục, tiếng chuông điện thoại reo lên, là số của anh Thu. Nguyệt nhìn đứng lự một hồi lâu không bắt máy. Tiếng anh Thu vang lên: sao rồi? Nếu chị còn đang chưa biết quyết định như thế nào thì chắc tôi đã giúp chị dễ quyết định hơn rồi đấy, anh Thu cười nhếch mép. Cô muốn gì? Nguyệt gằn giọng. Chắc là chị không muốn nhìn thấy cảnh chồng chị hùng hục cùng tôi trên mạng xã hội, lại càng không muốn con gái của chị xem thấy bố nó làm tình tuyệt vời như thế nào, đúng không? Cô Nguyệt đầy tức tối. Tốt nhất chị nên ly hôn anh Tùng ngay và bảo anh ta ngoan ngoãn về đây chăm sóc mẹ con tôi. Anh Thu tắt máy cái rụp, để lại mình Nguyệt đầy cay đắng, nghẹn ngào.